Chào mừng các em đã đến với trường Đại học Đại Nam. Chúc mừng các em vì đã có một lựa chọn đúng đắn khi chọn lựa Đại Nam là ngôi nhà của mình. Chúc các em có những năm tháng đầy ý nghĩa và thành công trong ngôi trường này. Xin chào các em. Cô mong rằng trong thời gian học tập 4 đến 5 năm tại trường Đại học Đại Nam, các em hãy trải nghiệm những cái hoạt động tập thể vừa cho các em kiến thức mà vừa các em được vui chơi. Như thế thì 4-5 năm học đại học ở trường Đại học Đại Nam, các em sẽ có một cái quãng thời gian của tuổi thanh xuân đẹp đẽ và đầy kỷ niệm. Những cái đó sẽ theo các em đến suốt cả cuộc đời. Chúc các em học ra học và chơi ra chơi. Chào mừng các em tân sinh viên. Chúc các em sau khi ra trường có đủ tự tin để tìm cho mình được một công việc tốt nhất. Hãy để các doanh nghiệp tự tìm đến các em. Thì chúc các em học mà chơi, chơi mà học, đa thì là thắng. Thầy chúc các em khóa 12 và học tập vui vẻ. Trong quá trình học tập thì có những môn mà học mà chơi, chơi mà học. Nhưng không phải tất cả các môn học đều có thể gọi là học mà chơi được đâu. Phải học cho ra học, mà chơi cho ra chơi thì nó mới thành công được. Chúc các em thành công. Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thì phá vỡ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai, vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng. Chào các em sinh viên K12. Với các em, cô có vài lời dặn dò. Các em có thể nợ quà sinh nhật của người yêu, có thể thất hẹn, không đi quẩy cùng hội bạn thân. Nhưng với học phí, phải đóng đúng hạn nhé. Chúc các em một năm học mới vui vẻ và thành công. Các em nên nhớ là thầy nào thuốc đấy, đau bụng thì phải có Beberin, đúng không nhỉ? Cái cảm sốt thì phải có Tefi. Thế còn các em muốn trở thành người, mà nên người, nhất là cái người dược sĩ, thì các em nên vào trường Đại học Đại Nam để học hỏi, học để thay đổi cuộc đời. Xin chào các em. Đến Đại học Đại Nam, học để thay đổi. Đến với giờ học của cô, các em buộc phải thay đổi. Rất vui lòng được chào đón các em. Chúc các em K12 học tốt, ít thi lại và cố gắng lên năm thứ 3 để gặp thầy nhé. Chào các em. Học thì là việc khó, chơi là việc dễ. Chúng ta nên làm những việc dễ trước. Xin chào tất cả em tân sinh viên K12, chị là sinh viên năm 4. Chúc các em học hành chăm chỉ và đặc biệt càng ngày càng xinh như chị. Ok. Thời gian dành cho năm học mới sắp tới thì anh chúc tất cả các bạn đi học mà có cảm giác như là không phải là đi học và sẽ sớm làm quen được với môi trường mái nhà chung Đại Nam này. Một lần nữa thì anh cũng chúc các em cứ thoải mái mà làm những cái điều mình thích trong thời gian sắp tới. Chúc các em có một thời gian thật là tuyệt vời trong cuộc đời sinh viên. Chúc các em tân sinh viên K12 ăn no, ngủ kỹ, béo khỏe, béo đẹp như anh đây này. Chúc các em tân sinh viên K12 học thật tốt, thật giỏi như chị đây này. Nhưng mà thôi, đến giờ chị phải đi học lại rồi.